Đây, thể hiện sự hiện diện đây. Còn cái gì kìm nén thu nhập thì từ suy nghĩ, từ cách làm ở mình nó, tôi lấy ví dụ ngay trong cái việc làm thương mại điện tử. Cái suy nghĩ của người dân mình trong việc làm thương mại điện tử không tốt. Mấy cái thứ hai nữa là quy chế rồi quy tức là cái việc mọi thứ nó kìm nén cái sự phát triển. Ở mình thì cái việc giao hàng vận chuyển nó cũng kìm nén cái sự phát triển, để tôi cho mọi người xem này. Còn thường là anh em chúng nó nói là cái trang web, cái ứng dụng này này là những cái người mà buôn hàng tàu không muốn cho người dân biết, tại vì biết thì sẽ đặt trực tiếp bên hàng tàu, các cái shop mà kinh doanh theo kiểu truyền thống dần dần cũng sẽ mất đi. Các bạn sẽ hình dung một cái ứng dụng để tôi chia sẻ cho mọi người. Thường là đến cái con thủy nó học tiếng Trung mà nó buôn bán trên mạng theo cái tầm vũ trụ, xong nó lướt TikTok, mới nó lướt Facebook, mới cả lướt lướt TikTok theo kiểu của nó là xuyên màn đêm. Xuyên màn đêm. Các bạn cứ hình dung là nếu mà các bạn lướt TikTok, các bạn cảm giác là xem nốt video này rồi thôi. Nhưng mà thực ra thì các bạn lướt lướt một tí là các bạn qua mẹ nó 1-2 tiếng luôn. Lướt TikTok suốt ngày. Đây cái ứng dụng mà tôi cho mọi. Vâng, áo này vàng, áo này từ lâu rồi. Đây mọi người xem nhá, hôm nay chia sẻ cho mọi người cái ứng dụng này. Đặt hàng tàu, mấy hàng Trung Quốc, mấy quần áo, các bạn xem cái sự đa dạng và cái việc vận chuyển của nó khác người Việt của chúng ta như thế nào. Cái việc phát triển của chúng ta về cái vấn đề mà giao hàng với cả vận chuyển nó không không tốt đâu. Các bạn đừng còn tôi cũng không biết cái hạn chế như nào, thì ngày trước thì có những ông ấy muốn làm lớn nhưng mà bị thời thế nó ngăn cản. Mình cũng nhiều ông cũng ấy đấy, nước mình ấy, nhiều ông có suy nghĩ rất là ấy đấy, nhưng mà người ta suy nghĩ là cái việc vận chuyển từ đây vào trong Nam, một cái container tôm mà 80 triệu bằng bố nó vận chuyển từ Việt Nam sang Mỹ rồi. Đây, cho mọi người xem cái ứng dụng. Không cần chào tôi đâu, tôi không có thời gian chào lại. Tôi chia sẻ cho mọi người, đây là cái màn hình của cái điện thoại mà 15 triệu của tôi, thì mọi người muốn đặt hàng, mọi người xem, khi mọi người lướt cái ứng dụng này, mọi người có thể tải được. Nhưng mà cái ứng dụng này nó khác cái Lazada này này, là chúng ta phải thanh toán tiền bằng thẻ Visa. Mọi người xem cảm giác như là không muốn rời luôn ý. Đâu rồi? Mọi người xem giày của nó này, nó rất nhiều thứ nha. Đây ví dụ như là tôi mà hôm trước thằng em Ninh nó đến đây, tôi mở cho cái ứng dụng xem giày mà ui dồi ôi, nó không muốn đi giao hàng luôn ý. Nó cứ đòi điện thoại, bảo điện thoại anh còn phải làm việc chứ làm sao mà điện thoại để cho em ngắm giày được. Nhưng mà cái xu hướng, cái phong cách giày riếc của mình thì nói chung là nó cũng cũng không như cái người người khác. Thằng em thì nó tức là suy nghĩ của nó thì nó có thể nó rất là bay bổng, nhưng nó thích những cái giày nó đơn điệu cơ. Mình thì cứ phải là hầm hố, ví dụ như ít nhất là con giày này này, mọi người thường là mọi người xem này, giày nó như thế này cơ mà. Ở Việt Nam mà mọi người mà nhập về xong rồi mọi người bán thì đôi giày này mấy triệu ngay. Đây giày nó thế này cơ mà, nhìn cảm giác đây là một mẫu thôi nha, mà mình cứ cứ nhìn những cái loại giày này mà mình không rời được, tại vì nó quá nhiều, nó quá đa dạng chứ nó không như ở Việt Nam. Đây nhìn này, đấy tức là mình phải ít nhất là mình phải hầm hố một tí. Mẹ bây giờ là thằng cu em nó cứ cần phải đơn giản cơ. Đấy mọi người nhìn này, ở phía dưới thì nó có những cái đôi giày này. Mọi người tôi nghĩ là nếu mà bây giờ thương mại điện tử mà mọi người phát triển lên thì khéo không mọi người không cần ra shop đâu, mà nó gửi tôi đặt. Nếu mà qua cái ứng dụng này mình mới chỉ đặt một cái cho thằng cu con, chứ còn ứng dụng này thực ra là nó khác với Lazada, là không phải là gửi tiền mà tức là hàng về xong mọi người mới thanh toán. Các cái shop này là shop ở bên Trung. Chứ còn nếu mà như Lazada thì mọi người đặt xong rồi về đây mọi người thanh toán cũng được, mọi người thanh toán trả sau, nhưng thường cái tiền trả sau của mọi người thì cái tiền ship code nó giá nó sẽ tăng lên. Mọi người nhìn nó đa dạng như này cơ mà. Thì tôi thử 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 cho mọi người xem cái giày này, nếu mà tôi đặt thì bao nhiêu tiền về Việt Nam mình, về tận nhà tôi luôn ấy, bao nhiêu tiền. Cái việc vận chuyển bên kia nó ấy nhá. Đây. Mua nhá, để xem bao nhiêu tiền nhá. Cỡ của mình thì mọi người phải xem cái đủ cỡ này này, ví dụ như tôi đặt 8 này. Nó xấp xỉ 10 đô. Mẹ sao lại có 204.000 nhỉ? 16 đô. Xấp xỉ là 593.000. Đây mọi người xem cái mẫu giày của nó này, thẻ Visa của tôi thì nó che rồi. Ô quên này, cho cái số mọi số điện thoại mấy các thứ rồi Facebook nó lại hạn chế cho. Ăn cứt. Đấy giày nó rất là đa dạng, đây cái đôi giày mà mình vừa xem đâu nhỉ?
Đây, đôi giày đây. Nó có mấy, có nhiều mẫu cơ mà. Lúc nãy mọi người tra ấy là gần 600 nghìn đúng không? Đôi này thì hầm hố ở cái đế. Nó đa dạng lắm. Nó không như mọi người hình dung đâu này này. Thằng của em thì nói chung là nếu mà nói thì là nó muốn cái sự tối giản cơ. Ở cái này nó còn miễn phí ship cơ. Rất hay. Đấy, đây này, đôi lúc nãy. Mình là thì mình thích cái sự hầm hố. Nó thì nó cứ đơn giản, nó cứ đen đen trắng trắng, nó phải thích đôi này này. Anh em Linh ấy, đi giao hàng ấy. Mọi người có thể lướt qua.